Number 1. Number 2. Hello, xin chào các bạn đến với YouTube của mình các bạn. Hôm nay đây là mình làm cái clip của mình. Đây là mình đổ phân chuồng các bạn nha. Tại đây là mình làm đây, trước mình cũng quay cho các bạn chỗ này, đây là mình phá cà phê đi rồi. Mình làm mình trong la ghim các bạn nha, trong đầu ve. Đấy là tất cả bà con đấy, là mình gọi mấy người đấy làm cho mình cho nó xong sớm được. Hôm nay là bón phân các bạn ơi. Thì mình quay cho các bạn xem đấy, tới đây luôn. Cái mình cắm cốc như thế nào đấy, cắm le, giăng lưới để mình trong la ghim các bạn ơi. Mình cho bài tới đây, mình cho bài các bạn xem. Đang xuất phân nha các bạn nha. Bỏ bao tí rải ngoài kia. Là phân chuồng nha các bạn nha. Phân chuồng với cháu cà ủ lâu rồi. Rồi mình chơi đi qua ngoài kia các bạn nha. Đấy, chỗ mấy chị em đang làm, mình qua đấy mình làm. Mình cho quay các bạn xem cách mình làm như thế nào để các bạn theo dõi nha. Các bạn thấy cây cá đóng như thế này không? Đây nè các bạn ơi. Đây, chặt cây phải 50 các bạn ơi. Gót nhỏ đi, chỗ này cắm bếp các bạn. Cắm bếp này cái thành kia luôn à. Tí mình chỉ hướng dẫn cho các bạn xem đây. Cái này cột bếp nha. Cái này cột bếp nha các bạn. Đây nha. Mình sẽ đi qua vào đấy, mình quay cho các bạn xem. Rồi mình đi vào đấy, mình chỉ cho các bạn luôn nha. Đây nè các bạn ơi. Cái luống này, với cái luống này là 50 phân nha các bạn nha. Chỗ này cắm bếp như thế này nè. Đấy. Cắm bếp chỗ đây đấy là mình giải phân các bạn ơi. Là phân chuồng các bạn nha. Là phân chuồng này. Thì mình đã lấy đất để mình xảo cho nó đều luôn. Chuẩn bị trong rồi. Chỗ cái hàng này hàng cắm bếp không các bạn. Đây chỗ đây đấy là cái lê của mình nha các bạn nha. Mình chỉ các bạn nè. Mình đấy cái lê của mình các bạn nha. Đây. Phải giăng lê như thế này các bạn. Xong phủ lưới hai bên đây luôn này. Lưới bên này luôn các bạn. Phủ hết lưới bên này xong đấy là phủ lưới bên kia luôn, hai mặt luôn các bạn. Lê mình cắm lê mình phải cột đấy kèm đây nha các bạn nha. Đấy. Nhìn thấy mình rung này nè. Nó chắc lắm. Đây nữa, mình phải níu qua đây nha các bạn. Níu vào trụ đây luôn này. Mình phải níu qua chỗ này cho nó giữ được. Sợ mùa gió mình không níu cái đó là đấy là dàn mới sập luôn ấy. Chỗ đây mình phá cà phê của mình các bạn. Giờ mình trong thay đổi cái cây ngắn ngày của mình nữa. Trong đậu ve các bạn. Chỗ này các bạn ơi, đây này các bạn nhìn này. Phải làm đúng luống như vậy các bạn nha, nếu quan trọng là phải làm đúng luống cho. Chỗ này đấy làm cái luống này này. Đấy, làm cái luống theo thẳng đây luôn. Mình trồng đồng ve trong vẻ đây thôi nha các bạn. Mình trồng chỗ đây này. Mình phải trồng theo cái hàng đây này. Chỗ này mình giăng đây là giăng lưới hết. Đỏ ve đấy là nếu nó mọc ra cửa đây đấy là bám thành lưới rồi, nó bám chỗ lưới ra luôn. Chỗ này mình phải cột. Thì dưới cước đây nha. Phủ lưới từ đây luôn à. Theo cái lưới đây luôn. Đấy nó mọc ra đây xong nó bám vào lưới luôn. Nó cứ đi theo nó theo dàn các bạn. Mình làm đấy, ví dụ đấy mình làm cái này là cao tầm 20 là cũng được. Đào ve từ đây đấy mình 50 phân thôi. Cỡ 10 phân thôi, bắt đầu nó mọc lên nó có đây. Nó mọc lên từ đây nó bám được rồi, nó bám theo lưới luôn. Mình trồng xa quá không được, trồng gần quá để sát vào đây này. Để tầm 5 phân. Từ lưới nó chạy trong vài 5 phân. Mấy chị em đang xúc phân bò bỏ bao. Cứ vác bao dễ hơn mình đi lại các bạn. Chỗ này trụ bê tông không nha các bạn nha. Mình phải là rào lưới 7-40. Nếu mà không rào cả là phá hết luôn. Đây mình làm cái đường đây là lối mình đi lại thôi. Chỗ này cái trụ mấy cái trụ đây này. Mình không căng lấy cái kèm qua một kia cho lưới vào luôn các bạn. Đấy cái trụ này với cái trụ kia. Mình kéo cao qua luôn, mình kéo qua mình giăng lưới. Chỗ này mình trồng đấy, ví dụ trồng cà nè, rau nè, mướp, cái khu này đây các bạn. Chỗ này mình riêng trong đậu không thôi, mình phải tách ra để mình có đấy là công việc để mình nhanh.
ví dụ mình trồng rau đây, mình được ăn chỗ đây các bạn. Mình phải trồng, đây là chỗ này mình trồng, cái khu đây mình trồng đậu ve các bạn nha. Đây ngoài kia mình chưa xong này, ngoài kia mình đang làm, mình làm trước chỗ này đã, mình đấy là gieo chỗ đây xong đấy là ngoài kia mình làm tiếp theo ngoài kia luôn. Mình làm đấy là hơn một sao bỏ thôi, mình làm một phát đấy hơn hai sao làm không chịu nổi, cái này cũng lắm công các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn đấy, mình đang làm ngoài kia chưa xong rồi, luống mình làm xong hết rồi, chuẩn bị đấy mình cắm lên thôi, làm chỗ này xong đã mình qua ngoài kia mình làm luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy mình cắt từng khúc các bạn nha. Chỗ này mình làm rau lưới hết luôn nè. Chỗ này bởi vì mình có lưới sẵn rồi, đây lưới mình có sẵn rồi, mình rau lưới hết rồi nè. Chỗ này là lối mình đi các bạn nha, đây là lối mình đi từ đây, mình làm cửa mình đóng lại luôn, thì lưới mình đang đầy sẵn đây nè, lưới mình có sẵn đây rồi, mình chia rau lại thôi. Đấy, chỗ đây rộng lắm các bạn ơi, cái khu đây hơn một sao các bạn, đây nè, cái khu đây hơn một sao, sao ba. Chỗ này đấy là mình chưa trồng được, mình trồng chỗ này đã, chỗ này một sao hay, mình sẽ trồng hết chỗ này xong, trồng hết chỗ này, cái khu đây mình làm hết xong xuôi đấy là sau mình gieo hạt vào, xong mình chuyển qua chỗ đây luôn, mình chuyển qua đây, mình làm chỗ đây luôn. Khi nào hoàn thành cái kia mình sẽ quay cho các bạn xem, đấy, cách gieo hạt khi nó lên mầm đấy, khi mình thu hái luôn mình sẽ quay cho các bạn xem chỗ này các bạn. Đây là gọi là ghim mình bởi vì đấy cái cây mình trong cái ngắn ngày của mình để thu nhập. Đây, phải rải phân như vậy các bạn nha. Phải rải đều nha các bạn. Đừng có rải chỗ có chỗ không, phải rải đều. Cần thì cần luộc này, cần thì cần nướng rồi ạ. Sẵn sàng rồi. Các bạn thấy cắm lê kín không, dày không các bạn? Đấy là mấy cây này mình chưa cột kèm đấy các bạn nha. Này đấy hay đường đưa này. Cột kèm dệt trên đây này. Phải cột kèm hết, níu ra lại cho nó chắc. Chỗ này mình cột kèm các bạn. Đấy. Cứng kèm này, dây kèm này các bạn, mình níu trên hết. Chỗ này rộng mênh mông các bạn ơi. Đây cô đang lấy cái mương các bạn nha, mình quay đây kéo gần cho các bạn xem, lấy cái mương tí bón phân các bạn. Rách mương y như cái này nè các bạn ơi. Đấy, phải rách mương y như vậy đây, xong mình cho phân vào đây nè. Rách mương y như vậy đúng không ạ? Mấy hàng đây nè. Đấy, rách mương y như vậy xong mình rải phân theo cái đây luôn các bạn. Rải theo phân luôn. Rải phân cầm bao vậy, mình rải vậy nó nhanh hơn các bạn. Mình có bóc một đấm nấm nó khó, lâu lắm.
mình trồng cái này phải san bằng vậy cho các bạn nha, phải làm luống đấy là cách nhau với cái từ đây và tới kia 24 các bạn. Nhà mình đấy là đất của mình còn sắp ruộng, giáp ruộng rồi các bạn. Đây ruộng này. Nhìn vậy đấy là đất nó đỏ hết, sau này mình trong đấy cái kia nó phủ kín dàn đấy, nhìn nó mới đẹp các bạn. Rồi xin chào các bạn nha, nếu các bạn cảm thấy video mình hay nhớ ủng hộ cho mình tiếp tục làm cho các bạn các video khác để các bạn theo dõi. Rồi mình chào các bạn, mình xin tạm dừng tại đây các bạn ơi.